Những ai xưng tội và rước lễ trong ngày này thì được tha thứ hết mọi tội lỗi và những hình phạt bởi tội. Đó là lời Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina. Kính thưa cộng đoàn, trong một lần mặc khải cho Thánh nữ Faustina, Đức Giêsu đã nói những lời này: Cha mong ước cho ngày kính lễ kính lòng thương xót Chúa được thiết lập, và Cha mong ước ngày này sẽ là nơi quy tụ và sẽ trở thành nơi náu ẩn cho các linh hồn, nhất là các linh hồn tội lỗi. Vào ngày lễ này, Cha sẽ trải rộng lòng thương xót của Cha đến vô biên, và Cha sẽ đổ xuống đại dương của ân sủng cho những ai đến với lòng thương xót. Và những ai xưng tội và rước lễ trong ngày này thì được tha thứ hết mọi tội lỗi và những hình phạt bởi tội. Đó là lời Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina. Điều đó cho thấy ngày lễ chúng ta hôm nay dâng là theo ý nguyện của chính Đấng Cứu Thế. Ngày hôm nay là điểm quy tụ gia đình con dân Thái Bình để chúng ta hiệp ý chung với cả giáo hội hoàn vũ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và ngày lễ hôm nay, như chính Đức Giêsu nói, cũng trở thành một nơi náu ẩn cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi. Ngày hôm nay Chúa đổ ân sủng dồi dào như đại dương mênh mông đến đối với mỗi chúng ta. Và ngày hôm nay cũng là ngày Chúa tha tội cho những ai xưng tội rước lễ thì được tha thứ mọi tội lỗi và mọi hình phạt do tội mà ra. Ý nghĩa của ngày lễ này, kính thưa cộng đoàn, lớn lao như thế. Dựa vào lời của Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina mà Thánh Gioan Phaolô hai giáo hoàng đã thiết lập ngày lễ này ngày 30 tháng 4 năm 2000. Chúng ta cần kỷ niệm 24 năm ngày mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập ngày lễ lòng Chúa thương xót, đồng thời phong hiển thánh cho nữ tu Faustina dòng Đức Bà Nhân Lành. Thực ra, ý tưởng mời gọi tôn kính lòng thương xót Chúa đã có từ trước đó. Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng được gọi là vị giáo hoàng của lòng thương xót, hay là chứng nhân của lòng thương xót. Năm 1980, Đức Thánh Cha đã ra một thông điệp để diễn tả lòng thương xót của Chúa dựa vào những lời mặc khải mà Chúa nói với Thánh Faustina. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi cả thế giới hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa, và Ngài cho chúng ta nhận thấy nguyên nhân của bạo lực, nguyên nhân của chiến tranh, nguyên nhân của tội lỗi, nguyên nhân của chia rẽ, đó là thiếu vắng lòng thương xót nơi cuộc đời, nơi thế giới và trong chính giáo hội của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã mở năm thánh đặc biệt lòng thương xót vào năm 2015 để vừa giúp cho chúng ta ôn lại điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giáo huấn, đồng thời mời gọi chúng ta khám phá kho tàng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mục đích của việc tôn vinh lòng thương xót Chúa là gì? Tại vì ở đây đó có những nơi đã thực hành không đúng và biến lòng tôn vinh lòng thương xót Chúa, biến lòng đạo đức tôn kính lòng thương xót Chúa thành một thứ hành động tôn giáo thuần túy tình cảm. Một hình thức tôn giáo thuần túy tình cảm, thậm chí còn pha chút mê tín và mang tính vụ lợi. Lòng thương xót Chúa, tôn vinh lòng thương xót Chúa trước hết nhắc cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người.
Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta, nếu chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy lòng thương xót Chúa trải dài trên từng trang của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Lòng thương xót của Chúa trải dài qua lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc Do Thái, và trải dài qua cuộc sống của mỗi chúng ta cũng như lịch sử của giáo hội. Và lòng thương xót ấy được tỏ bày một cách cụ thể nhất nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu mà chúng ta vừa cử hành. Thế giới ngày hôm nay vẫn còn nhiều người giống như ông Tô-ma chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng Thánh Gioan. Trong truyền thống Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ hai phục sinh cũng được gọi là Chúa Nhật của Thánh Tô-ma Tông Đồ. Bởi vì cả ba năm ABC đều đọc bài tin mừng Thánh Gioan, đều thuật lại biến cố này. Ông Tô-ma tượng trưng cho những người theo chủ nghĩa hoài nghi, chỉ tin những gì mà họ cảm nhận được bằng giác quan. Mà ngày hôm nay xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang đưa ra những lời thách thức giống như ông Tô-ma. Một khi người ta phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, phủ nhận quyền năng và tình yêu thương của người, thì thế giới này sẽ trở nên vô nghĩa và cuộc sống này sẽ trở thành bãi chiến trường như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định. Khi một thế giới vắng bóng Thiên Chúa thì một thế giới tự hủy diệt chính mình và thế giới ấy sẽ trở nên bãi chiến trường. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thưa anh chị em thân mến, lời cầu nguyện đơn sơ ngắn gọn mà đã làm cho mỗi tín hữu chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ấy giúp cho chúng ta chạm tới lòng thương xót của Đấng tối cao. Lời cầu nguyện ấy giúp cho chúng ta là những người tín hữu đón nhận được sức mạnh, sự an ủi và biết bao nhiêu ơn lành của Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Qua lời cầu nguyện ấy, trước hết chúng ta tuyên xưng cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là nguồn mạch của ân sủng. Thiên Chúa thông ban cho con người muôn vàn ân sủng qua mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu, qua cái chết và qua sự phục sinh của người. Nhờ cái chết của Đức Giêsu mà con người có thể đến gần Thiên Chúa. Nhờ cái chết của Đức Giêsu mà con người được gặp gỡ và tâm sự với Chúa và có thể nói với Chúa, thân thưa với Chúa Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta vừa cử hành lễ nghi của tuần thánh tưởng niệm cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Như người ta thường nói, tình yêu mạnh hơn sự chết. Đức Giêsu qua mầu nhiệm thập giá đã chứng tỏ điều ấy. Vì lòng yêu thương nhân loại mà người đã đón nhận thập giá, vì lòng yêu thương nhân loại mà người đã tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, vì lòng yêu thương nhân loại mà con Thiên Chúa đã chịu chết để cho con người được sống. Qua thập giá, Đức Giêsu diễn tả tình yêu mạnh hơn sự chết, và lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày một cách rõ ràng qua biến cố thập giá. Lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu, qua lời giáo huấn của người, qua những phép lạ người làm và qua biến cố thập giá như là một đỉnh cao của chứng từ về lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng nói lên một điều, đó là thân phận con người rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Chúng ta bị bao bọc, vây quanh tứ bề bởi biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu mâu thuẫn và biết bao nhiêu khó khăn. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta bị đè nặng trên đôi vai những lo toan trăn trở về đời sống gia đình, về học vấn, về nghề nghiệp, về mối tương quan đối với anh chị em xung quanh. Và nhất là con người
do tội tổ tông truyền từ đời Adam Eva truyền lại, do môi trường xung quanh khách quan và chủ quan, cho nên chúng ta bị bao vọc tư bề bởi biết bao nhiêu những thử thách. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ nhất đã sánh ví nhân loại giống như một người bị đánh dập như từ bên đường được nói tới trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu ở Phúc âm Thánh Luca chương 13. Chúng ta biết có một người đi đường từ Jericho đến Jerusalem. Người đó bị cướp, đánh đập như từ cướp hết của cải tài sản và ném bên đường trong tình trạng dở sống dở chết. Đức Gioan Phaolô I đã sánh ví nhân loại chúng ta giống như cái người bị đánh như từ và bị bỏ rơi bên đường. Và Chúa Giêsu là người Samaritano nhân hậu đã đến để sức giàu, đã đến để chữa lành, đã đến để mang chúng ta vào quán trọ, cho chúng ta nghỉ ngơi, bồi bổ sức. Chúa Giêsu là đấng đến để cứu độ trần gian, đến đem tình thương cho con người. Vì thế mà Ngài cứu độ con người qua mầu nhiệm thập giá, để nhờ cái chết của người mà chúng ta được sống, nhờ cuộc khổ nạn hy sinh của người mà chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, nhờ những đau thương mà Ngài phải chịu, nhờ thập giá mà người phải vác mà chúng ta là con người cảm thấy gánh nặng cuộc đời nhẹ nhàng hơn và có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi, vì ý thức được rằng thập giá cuộc đời có Chúa Giêsu là đấng vác đỡ. Đến với lòng thương xót Chúa, trước hết chúng ta tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của khổ nạn. Vì nhờ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được ơn cứu độ. Ý thức được thập giá Chúa là nguồn mạch của ơn cứu độ, cho nên chúng ta xin ơn, xin Chúa thương xót bản thân mình cũng như toàn thế giới. Chúng ta cùng chiêm ngắm bức ảnh lòng thương xót Chúa, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cũng vào năm 1931, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Faustina nhiều lần để mặc khải cho bà về lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng tỏ cho bà nhìn thấy bức ảnh này, và khi được hỏi ý nghĩa của bức ảnh, thánh nữ Faustina đã kể lại Chúa Giêsu hiện ra tay phải giơ lên như để chúc lành, tay trái đặt trên trái tim, và từ trái tim của Chúa có hai luồng sáng lớn, một luồng sáng màu đỏ và một luồng sáng màu trắng xanh. Chính Chúa Giêsu đã cắt nghĩa ý nghĩa của hai luồng sáng này. Luồng sáng màu trắng xanh là tượng trưng cho nước, nước làm cho con người trở nên công chính và thánh thiện. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng cho máu, máu là sự sống của cuộc sống người tín hữu. Từ trái tim của Chúa Giêsu tuôn đổ hai nguồn ân sủng là máu và nước. Mà nếu chúng ta suy tư thì chúng ta sẽ thấy nước tượng trưng cho bí tích rửa tội và máu tượng trưng cho bí tích thánh thể. Có nghĩa là đến với Đức Giêsu, đến với lòng thương xót của Chúa, con người sẽ được tràn ngập trong yêu thương, linh hồn của họ sẽ được trở nên công chính và sự sống thiêng liêng của họ sẽ được mạnh mẽ, can đảm để có thể vượt lên tất cả những khó khăn ngáng trở của cuộc đời này. Chúa Giêsu cũng đề nghị với phụng thánh nữ Faustina, bức ảnh này phải được trang trưng bày và tôn kính khắp mọi nơi. Không phải chỉ là được khắc ghi trong tâm hồn của thánh nữ, không phải chỉ được trưng bày trong nhà nguyện của nhà dòng, nhưng mà bức ảnh này chính Đức Giêsu mong muốn để cho thế giới tôn kính bức ảnh này, vì qua bức ảnh này họ nhận ra phép lành của Chúa, nhận ra lòng nhân hậu của người, nhận ra những nguồn trợ lực căn bản là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể để thánh hóa con người và làm cho con người mỗi ngày một trưởng thành trong đức tin, cũng làm cho họ mỗi ngày một đến gần Chúa hơn. Chính lời cầu nguyện ở bên dưới bức ảnh lạy Chúa Giêsu con trông cậy Chúa, hoặc là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, đây cũng là lời cầu nguyện do chính Đức Giêsu gợi ý với thánh nữ Faustina. Vì thế mà năm 2000 khi phong thánh cho thánh nữ Faustina, thì Đức Thánh Cha Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đồng thời cũng thiết lập ngày lễ kính lòng thương xót
của Chúa vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh như chính lệnh truyền của Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta đến để nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Nhưng mà nếu chỉ ca tụng lòng thương xót Chúa mà thôi thì xem ra vẫn chưa đủ và không đúng ý của giáo hội, không đúng ý của Đức Thánh Cha khi thiết lập ngày lễ này, cũng như khi kêu mời chúng ta hãy tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Trong thông điệp về lòng thương xót của Chúa, Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1980, cũng như trong tông huấn gần đây khi tuyên bố cử hành năm thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco, các vị chủ chân của giáo hội đều mời gọi chúng ta khi chiêm ngưỡng và tôn vinh lòng thương xót Chúa thì phải nhận ra mình có sứ mạng sống lòng thương xót ấy. Bởi vì loan báo lòng thương xót Chúa là sứ mạng, một trong những sứ mạng căn bản của giáo hội. Đến nỗi mà nếu không loan báo lòng thương xót Chúa thì giáo hội sẽ trở thành một tổ chức mang tính chất trần tục, một tổ chức ngoài đời, một tổ chức xã hội, hay là nếu không loan báo lòng thương xót của Chúa thì những lễ nghi của giáo hội, những thực hành của giáo hội sẽ thuần túy được coi như những hoạt động văn hóa. Vì thế mà người tín hữu Kitô khi tôn vinh lòng thương xót của Chúa được mời gọi hãy sống lòng thương xót ấy một cách cụ thể. Giáo hội không chỉ loan báo lòng thương xót Chúa một cách lý thuyết bằng những văn bản, bằng những giáo huấn, nhưng mà giáo hội loan báo lòng thương xót của Chúa bằng những hoạt động cụ thể. Đó là những hoạt động bác ái, những hoạt động đến với người nghèo, những hoạt động để nối kết con người trong tình hợp nhất và yêu thương, những hoạt động giúp cho con người phát triển và giúp cho con người xích lại gần nhau hơn. Vì thế giới này là một gia đình mà tất cả đều là anh chị em với nhau, có cùng một Thiên Chúa là Cha trên trời. Cho nên ngày lễ kính lòng thương xót, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta mỗi người tùy hoàn cảnh địa vị cụ thể của mình hãy thực hiện lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Thực hiện lòng thương xót có rất nhiều hình thức, có rất nhiều điều hoàn cảnh cụ thể đối với mỗi người. Trước hết, lòng thương xót đó chính là sự tha thứ. Con người ngày nay chấp nhặt không tha thứ cho nhau, cho nên đó là cội nguồn của những chia rẽ, cội nguồn của những xung đột và cội nguồn của những đổ vỡ từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Thực thi lòng thương xót cũng là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng về phẩm giá, tôn trọng quyền lợi về tinh thần vật chất. Thực thi lòng thương xót đó còn là sự nâng đỡ nhau về tinh thần về vật chất. Thực thi lòng thương xót đó là còn sự trân trọng, không phải là sự ban ơn nhưng mà là sự trân trọng. Chúng ta thường hiểu lòng thương xót là sự ban ơn của người ở bậc trên đến cho người ở dưới, là sự giúp đỡ của người giàu cho người nghèo, là sự nâng đỡ của những người khỏe mạnh cho những người ốm đau. Xem ra quan điểm ấy không chính xác, bởi vì tất cả trong chúng ta ai cũng đang cần lòng thương xót. Nếu một người có điều kiện kinh tế đang giúp đỡ cho một người nghèo thì chính người có điều kiện ấy cũng đến cần đến lòng thương xót, cần đến sự tình thương mến và cần nhận ra Thiên Chúa là đấng thương xót và bản thân mình cũng đang là những người cần được thương xót. Vì thế mà lòng thương xót không phải là chỉ ở trên xuống dưới, không phải chỉ người giàu dành cho người nghèo, không phải chỉ là người trí thức dành cho người bình dân, không phải là những người mạnh khỏe dành cho người yếu đau, nhưng tất cả chúng ta bằng một cách này hay cách khác đều cần đến lòng thương xót, cần đến sự cảm thông, sự trân trọng, sự nâng đỡ và sự chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất. Nếu hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy khái niệm về lòng thương xót rộng lớn hơn nhiều, và chúng ta cảm thấy, nhận thấy ai cũng có thể thực thi được lòng thương xót của Chúa, mặc dù đó là một người bệnh tật, mặc dù đó là một người nghèo nàn, mặc dù đó là một người thất học bình dân, ai chúng ta cũng có thể thực thi được lòng thương xót, để rồi bản thân mình cũng được đón nhận lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của anh chị em. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Khi đọc kinh lòng thương xót, chúng ta kêu cầu ơn của Chúa xuống, không phải cho cá nhân mình, nhưng với tình liên đới, với anh chị em, với cộng đoàn xã hội, với những người tin Chúa, cũng như những người chưa tin Chúa. Lời cầu nguyện này giúp cho chúng ta chạm đến lòng thương xót của Chúa. Lời cầu nguyện này giúp cho chúng ta nối kết tình huynh đệ và hiệp thông với tất cả những anh chị em, những người đã tin vào Chúa Giêsu, những người tuyên xưng cái chết và cuộc phục sinh của Người, cũng như những người đang đi tìm kiếm Chúa, đang đi tìm kiếm chân lý, và biết rằng cuộc tìm kiếm của họ sẽ có tới một đích điểm, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn mở rộng và mặc khải tỏ bày mình cho những ai thành tâm tìm kiếm Người. Trong ngày hôm nay là Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh, chúng ta vừa nghe bài phúc âm kể về việc ông Tôma, ông đã thách thức bởi vì ông không nhìn thấy Chúa, ông muốn phải có những bằng chứng xác thực thì ông mới tin Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông và đáp ứng những lời thách thức của ông. Tôma đã quỳ sụp xuống để tuyên xưng đức tin, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Ước chi mỗi người chúng ta cũng tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu phục sinh, để nhờ đó chúng ta được cậy nhờ lòng thương xót của Người. Lòng thương xót của Người mênh mông như đại dương, bao la như biển cả. Lòng thương xót của Chúa thông ban cho hết tất cả những ai thành tâm kêu cầu và mở rộng động tấm lòng đón nhận ơn thương xót của Chúa, và cũng như thiện chí thực thi lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng ta mỗi người trở nên tông đồ của lòng thương xót. Xin cho chúng ta mỗi ngày cảm nhận ơn thương xót mạnh mẽ hơn trong cuộc đời. Và như thế, mỗi chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống đều là những hình ảnh của Đức Giêsu đứng đến để ban phát lòng thương xót cho con người. Amen. Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã lưu ý ở đầu thánh lễ, hôm nay là lễ kính lòng Chúa thương xót, là một ngày lễ rất quan trọng. Ngày lễ kính lòng thương xót chính là gợi ý của chính Chúa Giêsu. Bởi vì khi Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina là một nữ tu, Chúa đã mặc khải, Chúa đã nói với bà những điều có liên quan đến đời sống xã hội, đời sống đức tin. Chúa đã mặc khải cho bà biết tương lai của giáo hội, cũng như những điều có liên quan đến đời sống giáo hội. Thánh Faustina là một nữ tu và được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh vào năm 2000. Thánh nữ Faustina là người sinh ra và lớn lên và tu ở dòng tại thành phố Cracovia, là một thành phố của Ba Lan. Đức Giáo Hoàng John Paul II trước khi làm giáo hoàng cũng làm tổng giám mục của giáo phận Cracovia. Vì thế mà chính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phong thánh cho thánh nữ Faustina vào năm 2000. Khi hiện ra với thánh Faustina, Đức Giêsu nói rằng: Cha mong ước trong giáo hội sẽ có một ngày lễ để kính lòng thương xót của Chúa. Cha mong ước rằng trong ngày lễ này, mọi người hãy nhận ra tình thương của Chúa thật lớn lao đối với con người. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha John Paul II đã quyết định ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh, tức là ngày hôm nay, là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Cùng với nữ tu Faustina, Đức Giáo Hoàng John Paul II được coi như những vị tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, và người là một trong những vị giáo hoàng đầu tiên cổ võ lòng thương xót Chúa, tôn kính ca tụng lòng thương xót Chúa. Và hình thức đạo đức này đã được lan rộng khắp thế giới và được rất nhiều người hưởng ứng, và đã sinh ra rất nhiều hiệu quả một cách lạ lùng. Nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà có biết bao nhiêu người bệnh tật được chữa lành, biết bao nhiêu tâm hồn tội lỗi trở về với Chúa, biết bao nhiêu những người đang sống trong sai lầm được tìm thấy chân lý. Nhờ lòng thương xót Chúa mà có biết bao nhiêu những người đã trở thành đạo đức và thánh thiện. Đây đó cũng có những trường hợp người ta lạm dụng việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mà nhìn chung, cầu nguyện lòng thương xót Chúa là một việc tốt đẹp và ý thức của người dân, và đã đem lại những hiệu quả kỳ diệu.
Cách đây một vài năm, có một chị ở một giáo họ gần đây thôi, hằng cứ 3 giờ chiều thì cầu nguyện và đọc kinh lòng thương xót Chúa nhờ cuộc khổ đạt đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Người chồng nghe thấy thế thì nhạo cười rằng: em cầu xin cho gia đình mình đã không biết có được không mà em cầu xin cho toàn thế giới. Một người chồng rất là khô khan và cũng không mặn mà gì lại người đạo mới nữa. Mà người vợ vẫn cứ miệt mài cầu nguyện như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, một lời cầu nguyện rất đơn sơ, nghe như là trở nên nhàn. Nhưng mà người vợ vẫn tha thiết cầu nguyện như vậy. Và chừng một thời gian, chừng một năm sau, Chúa Nhật nào người chồng ấy cũng chở người vợ đi lễ và chở hai đứa con trai đi giúp lễ. Và người chồng ấy đương nhiên là cũng tham dự thánh lễ. Người vợ ấy đã chia sẻ với chúng tôi và coi đó là một hiệu quả, một chứng từ của lời cầu nguyện kính lòng thương xót Chúa. Nếu kể ra những ơn lạ đã nhận lãnh được qua việc tôn vinh lòng thương xót Chúa thì rất là nhiều, và người ta đến nơi này nơi kia để cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng ở nơi nào cũng có lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôn vinh lòng thương xót Chúa nghĩa là gì? Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định với chúng ta danh của Thiên Chúa là thương xót. Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng cũng khẳng định với chúng ta lòng thương xót là một ưu phẩm cao quý nhất của Thiên Chúa. Có nghĩa là nói đến Thiên Chúa là nói đến lòng thương xót. Thiên Chúa thương xót con người, Thiên Chúa thương xót nhân loại, Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và vì thương xót loài người mà Chúa sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, cho nên Đức Giêsu Kitô là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, hay nói một cách khác theo cách gọi của Thánh Đức Giáo Hoàng Phanxicô là gương mặt dịu hiền của Thiên Chúa Cha. Có nghĩa là khi người ta chiêm ngắm Đức Giêsu thì người ta thấy lòng thương xót của Chúa vô cùng lớn lao. Suốt bề dày của lịch sử có biết bao người đã đến cầu nguyện tôn vinh lòng thương xót của Chúa và được Chúa ban những ơn kỳ diệu. Đây không phải là một việc làm mê tín, đây không phải là một việc một hình thức đạo đức hoàn toàn thuần túy tình cảm, nhưng mà được gợi mở và khởi đi từ đức tin. Vì thế mà chúng ta thấy ở dưới những bức tượng hay là những bức ảnh về lòng Chúa thương xót bao giờ cũng có câu: lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế nào là tín thác nơi Chúa? Đây là một lời cầu nguyện rất vắn tắt, rất ngắn gọn nhưng mà rất ý nghĩa. Tín thác nơi Chúa là tin Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này mặc dù con mắt mình không nhìn thấy. Tín thác nơi Chúa là tin chắc rằng với ơn phù trợ của Chúa thì khó khăn chúng ta sẽ vượt qua. Tín thác vào Chúa thì mặc dù là tối tăm thế nào đi nữa nhưng mà cuộc đời này vẫn còn có một ý nghĩa. Tín thác vào Chúa là tin vào những gì Chúa dạy, cậy trông vào nơi Chúa và thực hành những gì mà Chúa giáo huấn chúng ta trong phúc âm. Tín thác vào Chúa còn là sự kiên trì cố gắng để mà mình tin rằng chân lý sẽ thắng. Tín thác vào Chúa đồng thời cũng nhận ra Chúa nơi gương mặt của anh chị em mình là những người đau khổ, những người bất hạnh, những người cùng chung sống với mình trong một mái nhà. Như thế tôi tín thác vào Thiên Chúa làm cho đời sống đức tin của chúng ta thêm phong phú và làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta có những người mà đã cảm thấy họ đứng trước ngõ cụt của cuộc đời cho nên họ đã tự tử. Nhiều người tự tử lắm. Bây giờ trong xã hội Việt Nam của chúng ta nhiều người tự tử lắm. Có những trường hợp rất đơn giản, như cách đây 2-3 ngày một em học lớp 8 đi xe chưa đến tuổi lái xe máy hai bánh mà không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông người ta giữ xe, hôm sau đã thắt cổ tự tử rồi. Cách đây 1-2 tháng hai em bé xem phim Hàn Quốc nhiều quá cho nên là viết thư tuyệt mệnh để lại cho bố mẹ, nói là chán đời và cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa, và hai em nữ sinh ấy đã tự tử, nhảy xuống cầu và xuống sông chết. Có thể chúng ta trích dẫn rất là nhiều bởi vì người ta thấy cuộc đời này trống rỗng không có ý nghĩa gì. Đó là một tình trạng
hiện tại của xã hội đáng báo động, đáng lo ngại. Nhiều lắm trường hợp mà người ta không muốn sống, mà người ta không thấy ý nghĩa của cuộc đời, người ta thấy cuộc sống này là vô dụng và người ta thấy như tương lai đen tối và khép lại trước mặt mình. Vì thế hôm nay chúng ta cầu nguyện tôn vinh lòng thương xót của Chúa, bởi vì chúng ta là những tạo vật đáng thương, thưa quý ông bà và anh chị. Chúng ta đáng thương bởi vì khi sinh ra chúng ta đã yếu hèn. Khi sinh ra chúng ta luôn luôn cần phải có người khác giúp đỡ, nếu mà không thì chúng ta không thể tồn tại trên đời. Chúng ta là những người đáng thương bởi vì có thể dễ dàng phạm tội bất kỳ lúc nào. Có biết bao nhiêu khuynh hướng lôi kéo chúng ta đi ngược lại với giáo huấn của Chúa để mà buông thả sống theo những gì là dễ dãi. Chúng ta thấy điều đó quá nhiều trong cuộc sống hôm nay, cho nên gia đình, vợ chồng ly tán, con cái hư đốn trở thành bụi đời, những người thất học và những người làm điều xấu trong xã hội này nhiều lắm. Chính vì thế mà chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa, bởi vì lòng thương xót Chúa mang lại cho những người thất vọng, sự bình an và niềm hy vọng lạc quan trong cuộc sống. Chúng ta trở về với lời Chúa hôm nay là những bài đọc mang rất nhiều ý nghĩa. Tôi chỉ xin lược qua Chúa Giêsu phục sinh đem bình an cho các tông đồ. Ba lần trong đoạn đọc phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu chúc bình an cho các tông đồ. Bình an, như có người nói, là cũng là một tên gọi của lòng thương xót. Bình an là một tên gọi khác của lòng thương xót. Bởi vì bình an thật sự đó là sự thanh thản, tâm hồn thánh thiện, lương tâm ngay thẳng. Bình an thật sự đó là sự trân trọng dành cho những người tha nhân của mình. Bình an thật sự đó là có Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin người ban cho chúng ta bình an. Và Đức Giêsu phục sinh đến, câu đầu tiên Chúa nói với các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại, đó là lời cầu chúc bình an cho anh em. Chúng ta cũng nài xin bình an của đấng phục sinh đến với chúng ta. Ai chúng ta cũng hiểu, hiện diện trong ngôi nhà thờ này, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có những khó khăn, không ai giống ai. Mỗi người đều mang trong mình những trăn trở về cuộc sống, về kinh tế, về con cái, về tình nghĩa vợ chồng, về công việc làm ăn, về tương quan với hàng xóm láng giềng, với biết trăm mối tơ vò khác. Chúng ta hãy đến với Chúa và tin lòng thương xót của Chúa, cũng như tin rằng Chúa là đấng nguồn ban mọi ơn phúc, đồng thời là đấng ban cho loài người bình an thực sự trong tâm hồn. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời còn nhiều gian truân lắm, nhưng tin vào Chúa, chúng ta vẫn có một chỗ dựa, vẫn có một chỗ niềm hy vọng cuối cùng, vẫn có một pháo đài như là một nơi trú ẩn cuối cùng mà đức tin khẳng định với chúng ta điều ấy. Chính vì thế mà chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, nài xin Chúa thương chúng ta, và như vậy bình an và Chúa cầu chúc cho các tông đồ sẽ ở với chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những cơn cám dỗ lớn nhất, mạnh nhất của con người đó là cám dỗ về quyền lực. Quyền lực như là một tham vọng, nó ngấm vào xương tủy người ta. Vì thế mà trong cuộc sống người ta luôn luôn đi tìm kiếm quyền lực, luôn luôn củng cố quyền lực và luôn luôn thể hiện quyền lực của mình. Khi nói đến quyền lực, chắc chúng ta nghĩ đến những người lãnh đạo, chúng ta nghĩ đến những người có một vị trí nào đó trong giáo hội hay là trong xã hội. Tuy vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, quyền lực chúng ta đang nói ở đây, nó là cơn cám dỗ đối với tất cả mọi người. Quyền lực là điều mà ai trong chúng ta cũng đang đi tìm kiếm, ai trong chúng ta cũng muốn củng cố và cũng muốn thể hiện. Quyền lực không phải chỉ là nơi những người lãnh đạo, mà tất cả mọi người đều tìm cách để mà thể hiện ra cái quyền lực ấy, dù là một con người bình thường trong xã hội. Các nhà chuyên môn nói rằng đứa trẻ khi vừa sinh ra, bàn tay nó nắm chặt. Ai trong chúng ta có dịp được
quan sát một đứa trẻ vừa sinh ra thì sẽ thấy điều ấy. Bàn tay của một đứa trẻ sinh ra là tay nó đã nắm chặt rồi. Vì thế cho nên con người trong suốt cuộc đời chỉ củng cố quyền lực của mình và tìm cách để thể hiện quyền lực đối với những người xung quanh. Bất kỳ ở thế hệ nào, bất kỳ ở bậc sống nào, bất kỳ ở lứa tuổi nào, bất kỳ ở nền kinh tế nào, bất kỳ ở một cái trình độ kiến thức nào, thì người ta cũng hay tỏ quyền lực đối với những người phía bên dưới mình. Một người đơn giản nhất như cái ông bảo vệ của một cơ quan cũng chẳng có chức vụ gì, chẳng quan trọng gì, là cái người rất bình thường nhưng mà cũng thể hiện, có dịp là thể hiện quyền lực ra, có dịp là hạch sách những người vừa đến, có dịp là mắng mỏ những người nọ người kia, bởi vì thể hiện ra cái quyền lực của mình. Vì thế đây là một cơn cám dỗ triền miên, và nếu chúng ta tìm lại khởi đầu của lịch sử nhân loại thì Adam Eva là nguyên tổ của loài người cũng đã bị cơn cám dỗ quyền lực nó ngấm vào chính con người, cho nên ông bà đã muốn lên bằng Thiên Chúa. Ông bà đã muốn từ chối thân phận của mình, phủ nhận thân phận của mình để mà trở nên giống như Thiên Chúa, vì nghe lời cám dỗ của ma quỷ, nghe lời dụ dỗ của con rắn. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi lẽ trong gia đình chúng ta hay thể hiện quyền lực mà vợ chồng ly tán. Trong gia đình nhiều khi chúng ta thể hiện quyền lực của mình mà không chịu nhường nhịn ai. Con cái bất tuân phục cha mẹ, những người trong một gia đình không hòa thuận với nhau, bởi vì ai cũng coi cái tôi của mình là cao điểm và là trung tâm, bắt mọi người khác phải quy hướng về. Chính do quyền lực không được thực hiện một cách đúng đắn, không được thực hiện một cách hợp lý, cho nên xã hội lộn xộn. Các hội đoàn cũng vậy, các tổ chức xã hội cũng thế, và đời sống huynh đệ trở nên tương tàn. Một cách cụ thể, hôm nay Chúa Giêsu rất nặng lời phê phán những người biệt phái và những người luật sĩ. Chúa bảo họ là những người đạo đức giả. Chúa bảo họ là những người nói mà không làm. Chúa bảo họ là những người chỉ củng cố quyền lực và coi mình như những người ngồi trên tòa môi sen để dạy dỗ sự khôn ngoan. Nhưng mà họ nói mà họ không làm, họ không hề động ngón tay lay thử. Cho nên Chúa đã gọi họ là những người giả hình. Và mặc dù họ là những người có vị trí trong xã hội đương thời và trong Do Thái giáo, Chúa Giêsu lên án họ bởi vì là họ chỉ thích củng cố quyền lực cá nhân, nhưng mà họ quên một điều rằng quyền lực Chúa ban để mà phục vụ con người. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta những điều mà chúng ta nghe dường như có vẻ khó hiểu. Chúa bảo các ngươi đừng gọi ai dưới đất này là thầy, đừng gọi ai dưới đất này là cha, đừng gọi ai dưới đất này là người chỉ đạo, bởi vì có một cha trên trời, có một vị chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, những lời Chúa nói với chúng ta phải hiểu như thế nào? Trong cuộc sống, có những người làm cha, có những người làm mẹ. Trong cuộc sống, để bảo vệ sự trật tự, quân bình, hài hòa, thì phải có những người lãnh đạo. Trong cuộc một guồng máy của xã hội, phải có những người chịu trách nhiệm ở một mảng nào đó, dù là đời hay là đạo, dù là kiến thức, dù là văn hóa, hay là kinh tế, hay là chính trị. Vì thế tất cả những người ấy là những người mang một trách nhiệm trong cuộc sống. Và Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng, dù làm cha, cha là linh mục hay là cha gia đình, dù làm mẹ, dù là bề trên một dòng, dù là một người điều hành một tổ chức xã hội, tất cả phải quy hướng về cha trên trời. Tất cả phải quy hướng về sự tốt lành của cha trên trời. Tất cả phải phản ánh sự tốt lành ấy qua chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì thế, trước hết lời Chúa Giêsu mời gọi chúng tôi là các linh mục, các ông các bà là những người cha người mẹ, phải suy nghĩ về danh phận làm cha làm mẹ của mình, để qua đời sống, qua sứ vụ, qua những công việc chúng ta thực hiện,
chúng ta phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa là Cha. Để rồi chúng ta chỉ là những dấu chỉ là những hình ảnh, chỉ là những bóng hình để diễn tả sự tốt lành của chính Thiên Chúa, là cội nguồn của sự thánh thiện, đồng thời là nguồn mạch, như Thánh Phaolô nói, là nguồn mạch của mọi danh phận làm Cha trên trời dưới đất. Nếu chúng ta không diễn tả hình ảnh Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta tự tôn mình lên và chúng ta lấy cái quyền lực địa vị của mình mà che lấp hình ảnh của Thiên Chúa. Đáng lẽ mời gọi mọi người tôn thờ Thiên Chúa thì lại tôn thờ chính bản thân mình. Đáng lẽ tôn vinh Thiên Chúa thì lại làm nổi mình lên. Đây không phải chỉ là giáo huấn dành riêng cho các linh mục, các tu sĩ, mà là giáo huấn dành riêng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta xác tín Thiên Chúa là Cha, là Đấng yêu thương, thì mỗi người chúng ta phải phản ánh hình ảnh Chúa là Cha chung của mọi người và là Cha theo đúng nghĩa nhất. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu hôm nay đã kết luận với chúng ta: những ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn lên. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta điều ấy là Chúa đã thực hiện chính trong được cuộc đời của mình, bởi vì Người là Thiên Chúa đã khiêm nhường hạ mình xuống sống như bậc tôi đòi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tối cao, đã chấp nhận mọi đau khổ hy sinh để đem lại hạnh phúc cho con người. Vì Chúa Giêsu đã chấp nhận hủy mình ra như không, cho nên Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo dân Philippe: Thiên Chúa đã tôn vinh Người và đặt Người làm vua muôn vật muôn loài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu làm vua vũ trụ, nhưng mà vương quyền của Người là vương quyền của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm vua vũ trụ và cây thánh giá chính là ngai vua của Người, và mạo khai trên đầu chính là vương miện của Người. Cây thánh giá là một dụng cụ khổ hình dùng để thi hành án tử đối với các tội nhân thời xa xưa. Mạo khai là một cái hình khổ mà những sĩ quan Do Thái đã nghĩ ra để mà hành hạ Chúa. Chúa Giêsu làm vua một vương quốc yêu thương, đã thống trị bằng cây thập giá, tức là bằng sự hy sinh phục vụ. Qua thập giá Chúa Giêsu, qua mạo gai và qua cuộc khổ hình của Người, Chúa muốn khẳng định với chúng ta một khía cạnh khác về ý nghĩa của quyền lực. Quyền lực không phải là để thống trị, mà quyền lực là để phục vụ. Quyền lực không phải để vinh thân phì ra bản thân, nhưng để sống cho người khác. Nếu chúng ta nghĩ về quyền lực như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại, nói đến quyền lực không phải chỉ là những người lãnh đạo, mỗi người chúng ta trong cuộc đời cũng đã có một phần nào đó quyền lực. Quyền lực của người cha, quyền lực của người mẹ, quyền lực của những người làm kinh tế, quyền lực của những người có vai vế trong xã hội, quyền lực của một thành viên trong cộng đoàn. Nếu mình không có quyền đối với người trên thì mình có một phần ảnh hưởng nào đối với người cấp dưới của mình. Và tất cả chúng ta ai cũng đang đi tìm quyền lực, nhưng nếu quyền lực ấy được sử dụng, được thể hiện một cách hài hòa, như Chúa khẳng định với chúng ta rằng quyền lực được ban từ ơn trên để phục vụ, và quyền lực được ban cho chúng ta để mà sống vì người khác, đó là bí quyết của hạnh phúc, và đó cũng chính là giáo huấn mà Chúa dạy chúng ta hôm nay. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chương trình của Thiên Chúa thật là huyền nhiệm mà con người không sao hiểu nổi. Để thực hiện mầu nhiệm nhập thể và chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa đã cần đến một người phụ nữ đơn sơ, khiêm tốn, bé nhỏ ở thành Nazareth. Đương nhiên Thiên Chúa không bị bó buộc phải dùng phương pháp ấy, cũng như không phải là Thiên Chúa không còn có lựa chọn nào khác. Nhưng phương pháp mà Thiên Chúa đã dùng trong lịch sử, đó chính là việc qua một thiếu nữ ở Nazareth là Trinh Nữ Maria, mà Ngôi Lời đã nhập thể làm người, và Đức Trinh Nữ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, là ngôi hai Thiên Chúa làm người để ở với chúng ta. Vì thế mà chương trình của Thiên Chúa thật huyền nhiệm, thật kỳ diệu mà con người chúng ta không thể hiểu nổi.
Thiên Chúa cần đến một người phụ nữ để thực hiện mầu nhiệm nhập thể và chương trình cứu độ. Chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Luca thuật lại. Các mục đồng ở đồng quê Bethlehem sau khi nghe sứ thần báo tin, họ đã vội vã hối hả tới nơi. Điều mà họ nhìn thấy đầu tiên đó là một người phụ nữ, một người mẹ, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Những gì họ thấy sau đó là Thánh Giuse và hài nhi Giêsu mới sinh đặt nằm trong máng cỏ. Đương nhiên Đức Giêsu hài nhi mới sinh là trọng tâm của tin mừng, nhưng mà nhờ có Đức Trinh Nữ Maria thì mới có hài nhi sinh ra, như chúng ta vừa đọc trong lời cầu nguyện nhập lễ của thánh lễ hôm nay. Nhờ Đức Mẹ mà chúng con được đón nhận nguồn ơn ban sự sống. Những người mục đồng đến hang đá Bethlehem, họ đã thấy một người mẹ, họ đã thấy Trinh Nữ Maria. Chính nhờ người phụ nữ này mà ngôi lời đã nhập thể. Thiên Chúa đã lấy máu thịt của người phụ nữ này để làm nên máu thịt là cơ thể của Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Chính vì thế mà khi giáo hội suy tư về thiên tính của Đức Giêsu, thần tính của Đức Giêsu, giáo hội đi đến kết luận Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, bởi vì Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người thật. Mà Đức Mẹ sinh ra Đức Giêsu, Đức Giêsu mang trong mình thiên tính, cho nên Đức Mẹ cũng được ca tụng là mẹ Thiên Chúa hay là mẹ Đức Chúa Trời. Như vừa nói, tín điều này đã được công bố tại công đồng Ê-phê-sô vào năm 431, và kể từ đó giáo hội đọc phần thứ hai của Kinh Kính Mừng: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Khi kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, giáo hội gửi gắm nơi Đức Mẹ một niềm tin thật. Đồng thời giáo hội tuyên xưng vinh quang cũng như là những đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Một người phụ nữ, một tạo vật, nhưng mà Đức Mẹ đã đạt tới một danh hiệu là mẹ của Thiên Chúa, sinh ra Thiên Chúa vì sinh ra Đức Giêsu Kitô. Thánh Luca còn diễn tả với chúng ta trong bài tin mừng: khi chứng kiến những điều xảy ra với hài nhi Giêsu, bà Maria ghi nhớ trong lòng và suy niệm những điều bà đã nhìn thấy. Đức Maria từng ngày theo dõi con mình lớn lên, và mẹ chung chia niềm vui cũng như những nỗi đau khổ của cuộc đời của Đấng Cứu Thế, cho đến khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá để cùng với con mình dâng hy tế lên Thiên Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho loài người. Như thế Đức Mẹ đã được mời gọi cộng tác trong mầu nhiệm nhập thể và trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, đồng thời giáo hội cũng muốn nói với chúng ta rằng mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác như Đức Mẹ để Chúa Giêsu được biết đến và được để ơn cứu độ của người đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, của cuộc đời, của cuộc sống trần gian. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta biết hơn bao giờ hết thế giới cần đến hòa bình. Hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong cuộc sống, hòa bình trong mối tương quan của các quốc gia và hòa bình trong mối tương quan nhân loại. Theo truyền thống, ngày mùng 1 tháng 1, Đức Thánh Cha gửi cho thế giới một sứ điệp gọi là sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Năm nay, năm 2021, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco mang tựa đề "Văn hóa quan tâm là con đường dẫn tới hòa bình". Văn hóa quan tâm là con đường dẫn tới hòa bình. Như chúng ta đều biết, bối cảnh thế giới ngày hôm nay vừa do đại dịch Covid-19, vừa do các mối sự khủng hoảng và các mối tương quan khác nhau, cho nên dường như thế giới càng ngày càng xa cách nhau. Chúng ta biết rằng sứ điệp này được công bố 2 tháng sau khi Đức Thánh Cha Francisco công bố thông điệp mang tựa đề "Tất cả đều là anh em". Theo nhận định của Đức Thánh Cha, thế giới đang có một đám mây đen bao phủ.
Đám mây đen ấy chính là sự bất đồng ý kiến, là sự bất hợp tác, là thiếu tình liên đới. Và do Covid-19 cũng như do những quan điểm khác nhau về xã hội mà ngày hôm nay có nhiều thứ gọi là văn hóa đang tồn tại, mang tính chất tiêu cực trong cuộc sống, trong mối tương quan cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và quốc tế. Đó là những điều mà Đức Thánh Cha gọi là văn hóa xây tường, văn hóa dửng dưng, văn hóa đối đầu và văn hóa vứt bỏ. Đức Thánh Cha giữa những bộn bề của công việc và đồng thời giữa bối cảnh của thế giới hôm nay mời gọi chúng ta hãy cùng nhau thực thi một nền văn hóa mà gọi Ngài gọi là văn hóa quan tâm. Bởi vì con người cần phải quan tâm đến nhau, không phải mỗi người trên trần gian là một ốc đảo nhưng đều có liên quan với nhau cách này hay cách khác. Sứ điệp của Đức Thánh Cha dựa trên nền tảng Thánh Kinh và dựa trên nền tảng thần học. Thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng con người, và Thiên Chúa không tạo dựng con người rồi bỏ rơi như vậy, nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa vẫn chăm sóc chúng ta, vẫn nâng đỡ chúng ta, vẫn liên kết chúng ta, và Ngài trao cho con người trái đất này để canh tác, để chăm sóc. Khi Cain giết em mình là Abel, Chúa hỏi: "Cain, em ngươi ở đâu?" Cain trả lời: "Con có phải là người canh gác em con đâu?" Đức Thánh Cha nhắc lại điều này và Ngài khẳng định chính thế, mỗi người đều là những người canh gác anh em mình. Cain đã nói đúng vị trí của mình, mặc dù anh có ý nêu lên để phủ nhận trách nhiệm của mình cũng như phủ nhận tội lỗi mình vừa phạm, đó là tội giết em mình. Chính vì thế mà Đức Giê-xu đến trần gian để thể hiện sự chăm sóc của Thiên Chúa, thể hiện nói lên mối quan tâm của Thiên Chúa chính là lòng thương xót. Đức Giê-xu là gương mặt thương xót của Thiên Chúa, đem cho nhân loại tình thương, sự tha thứ, lòng bao dung và kêu mời mọi người cùng sống với nhau trong một thế giới huynh đệ. Giáo hội trong giáo huấn của mình, nhất là những giáo huấn về xã hội, luôn luôn mời gọi con người sống tình liên đới với nhau ở mọi cấp bậc. Chính vì thế Đức Thánh Cha nhận định do dịch bệnh Covid-19 mà có nhiều quan điểm khác nhau để đối phó với dịch bệnh này. Và cũng do dịch bệnh này mà con người ta tiến sạn cuộc thế giới hôm nay biết đến nhiều cuộc khủng hoảng, nhất là khủng hoảng chính trị, khủng hoảng ngoại giao, khủng hoảng kinh tế. Và như tổ chức WHO đã nói, một khủng hoảng nguy hiểm hôm nay là khủng hoảng nhân đạo. Trên thế giới có nhiều nước đang lâm vào nguy cơ nạn đói khủng khiếp, nhất là các quốc gia châu Phi. Vì thế mà một cuộc khủng hoảng mới người ta gọi là khủng hoảng nhân đạo. Đức Thánh Cha kêu mời mỗi người tín hữu chúng ta và cả thế giới cùng quan tâm để thực hiện một nền văn hóa quan tâm đến người khác. Khi sự quan tâm trở thành một nền văn hóa, nó không còn dừng lại ở lý thuyết, nhưng nó trở thành một thói quen ăn sâu vào nơi tâm khảm và tiềm thức của con người. Đồng thời nó biến thành hành động cụ thể, để rồi nó trở thành những cái nét đẹp của cuộc sống. Quan tâm đến nhau, tức là sự nâng đỡ về tinh thần, vật chất. Quan tâm đến nhau là một cuộc sống hy sinh vì người khác và muốn cho người khác được hạnh phúc, cũng như muốn cho người khác được phát triển và được yêu mến, được nhận biết phẩm giá của mình cũng như những quyền nhân bản của một con người trong xã hội. Chính vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi làm thế nào để giáo dục văn hóa quan tâm. Trước hết, Đức Thánh Cha giao cho các gia đình chúng ta là những cái nôi đào tạo con người và những trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của con người. Gia đình, những người cha, người mẹ cần phải đào tạo cho con cái về văn hóa quan tâm, sống với người khác, sống vì người khác, sống cho người khác, để rồi chia sẻ hạnh phúc, niềm vui và cũng chia sẻ những đau buồn, khổ hạnh của cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nhà đào tạo nói chung, các nhà giáo dục nói chung trong các ngành giáo dục của các quốc gia. Ngài mời gọi các tôn giáo phải ý thức được vai trò quan trọng này, và Ngài mời gọi các tổ chức xã hội, tổ chức mang tầm mức quốc gia cũng như mang tầm mức quốc tế đều phải để ý đến việc đào tạo cho
mọi người, nhất là thế hệ trẻ, về văn hóa quan tâm này. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi một lời kêu gọi can đảm, và Ngài cũng nói rằng sẽ là một quyết định can đảm nếu mà bớt lấy quỹ để mua vũ khí và chuẩn bị chiến tranh để giúp cho những người nghèo trên thế giới và để cổ võ nền văn hóa quan tâm đến nhau. Và Ngài khẳng định nền văn hóa quan tâm chính là con đường dẫn tới hòa bình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, ước chi lời cầu nguyện ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, ở ý tưởng, mặc dù là chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện ấy. Ước mong những lời cầu nguyện ấy đi đôi với những thực hành cụ thể. Mỗi người chúng ta trở về với gia đình, trở về với lối xóm, trở về với văn phòng làm việc, trở về với nơi phố chợ, chúng ta hãy quan tâm đến những người xung quanh mình. Bởi lẽ trong thế giới hôm nay có rất nhiều người sống trong cô đơn, có thể đời sống kinh tế của họ thì dồi dào, nhưng mà về tình cảm không thiếu thốn sự quan tâm của những người khác. Lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy quan tâm đến những người trong gia đình, những người cùng chung sống trong một khu phố, những người có những mối tương quan họ hàng, anh chị em, bởi lẽ họ chính là những người mà chúng ta được mời gọi đem cho họ niềm vui của tin mừng và sứ điệp Giáng sinh. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria sau khi gặp gỡ sứ thần. Vào ngày truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến miền Sơn Cước để thăm bà chị họ là bà Elizabeth và gia đình của bà. Đức Mẹ đã đi thăm bà Elizabeth và mang Chúa đi cùng. Đức Mẹ quan tâm đến những người khác, muốn chia sẻ cho họ niềm vui mà Đức Mẹ vừa lãnh nhận. Đồng thời, Đức Mẹ cũng muốn khẳng định và loan báo cho bà Elizabeth và những người khác biết rằng Thiên Chúa yêu thương dân người và người sẽ thực hiện những điều kỳ diệu mà người đã loan báo từ ngàn xưa. Hôm nay ngày cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng ta nài xin Chúa cho thế giới được bình an, cho mỗi người chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình, như chúng ta vẫn hát trong Kinh Hòa Bình, xin cho mỗi người chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Chúng ta nài xin Đức Maria mà chúng ta vẫn cầu nguyện với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, xin cho chúng ta được bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình, bình an trong cuộc sống, bình an trên thế giới. Và như thế, nước vương quốc mà Đức Giê-xu loan báo sẽ được thực hiện nơi cuộc sống thân yêu của chúng ta. Amen.